các bác ở Hà Nam. Rồi cảm ơn các bác nhiều. Rồi. Về Thanh Liêm Hà Nam nha. Về Thanh Liêm Hà Nam nha, máy đẹp. Máy đâu ạ? Máy số tháng 10 25 rồi. Ôi cái gì đâu máy? Nó điện cho nó gàng mà nó lấy đó. Ai biết à? Con không biết. Đầu đầu máy là cũng đẹp hết trơn á. Mà không dám không được cỡ 500 mấy triệu không? Ông đã dám mua máy được 500 mấy triệu không? Lấy 500 máy mà. Thằng Bảy Sơn mua thằng Bảy Sơn. Dạ. Đây tháo kèo ra. Ôi thì em được rồi. Rồi bắt đầu đi về. Máy về đây. Thanh Liêm Hà Nam. Cái cầu chú ông luôn rồi à, khó lấy lên dữ rồi. Rồi xin chào các bác nha, cập nhật tình hình máy ngày 13 tháng 1 2017 nè, mới về cái lô 17 chiếc á. Hiện tại máy rất là nhiều. Hiện tại công ty cũng có khoảng gần 34 chiếc. Để cho các bác lựa. Đây là ba cây 95 nè. Mình mới về một cây rất là đẹp luôn. Các bác cứ tới xem nha. Nếu các bạn cảm thấy thích cái kênh bán hàng của mình thì ở dưới đây nè có cái nút like and subscribe, đăng ký thì các bạn nhấp vào đó là các bạn sẽ đăng ký cái kênh bán hàng của mình. Nên nói như mình đăng cái video gì thì các bạn sẽ nhận được ngay cái khác. Cái giá máy đợt này là từ 250 triệu đổ lên tới 400. Còn những chiếc máy siêu đẹp mình mới về thì giá nó sẽ cao hơn. Để chút nữa mình gan trước mình quay có mấy con ở trước nữa. À, sơ về trước đi ha. Giờ bắt đầu gan trước đây. Đây là những con mới về trước nè. Như con này đây. Đây là cái con máy mới về mà đẹp nhất đây nè. Cho các bác xem nha. Đây là máy sản xuất tháng 12-16 chạy lướt mới 100 giờ đúng rồi. Con này đặc biệt là máy hát xịn đó, nghĩa là đầu máy chữ Thái luôn. Đây à, nó gỡ chưa? Nên dần chân máy đời mới nè. Như này mới hát. Con này là con
con đẹp nhất á, về trong 13 tháng 12, 13 tháng tháng 3. Đổ lộn, bữa nay là ngày 11 tháng 3. Nhầm. Đây cũng là máy đẹp nè, cũng máy ba tả bánh căng liền vậy đó. Nó còn đẹp mà đang trước chân. Và đây là máy 105 đây. Rồi, cảm ơn các bác nha. Các bác cảm thấy thích những video mình đăng thì nhớ đăng ký cái kênh bán hàng của mình. Rồi các bác sẽ nhận những video sớm nhất. Rồi. Xin chào các bác. Bữa nay ngày 11 tháng 3 về tiếp một cái lô hàng 17 chiếc nữa. Từ 70 cho tới 95. Thì đợt này về cái giá là từ 250 triệu đổ lên cho tới 400 tùy chiếc nha. Các màu các bác nào có muốn tới xem máy thì mình có đủ loại máy cho các bác xem hết. Giờ bắt đầu xuống trước con này. Một chút nữa mình sẽ làm video quay từng chiếc nha. Các bác cái đợi trên YouTube. Con này số khung là 617. Quay sơ sơ trước. Tiếp tục một con nữa nha. Con này nhìn có vẻ rất đẹp nè. Con này là số khung đó là 00391. Máy nhìn đẹp lắm. Đi tới nữa kìa. Đây. Tiếp tục một con nữa trong cái lô 17 chiếc nè. Con này là con đẹp nhất hay gì nè. Ô, con này như máy mới luôn rồi. Go. Như máy mới vậy. Máy gì mới luôn á. Chạy cái kiểu gì mà bán kìa trời. Cái này máy mới, không phải máy cũ. Như máy mới vậy. Máy này mới vậy. Cục xích của nó còn zin mà nó còn nguyên trời. Cái chiếc này chắc chạy mấy chục giờ quá. 100 giờ. Con này là số khung là 928 nha. Máy đời ba tạ. Bánh căng liền. Ô, con này mới chảy nước kìa. Này đẹp lắm. Con này khó chê, 100 giờ.
nữa mình sẽ làm cái clip test cái máy này nha. Cái máy này là máy hát thái xịn nha, mà nó mới chạy có đúng con trăm giờ đúng. Đây cái dàn chân của nó nè. Đây là cái bụng chụp của nó đây. Cái ba thấy cái máy này chạy đúng trăm giờ đúng. Con này là máy hát nè. Một trăm giờ đúng. Hoàn toàn với máy mới. Rồi tiếp tục nha. Chút nữa quay con đẹp đó sao. Bây giờ đây là chiếc 70G tiếp theo nè. Phía sau cũng còn mấy chiếc á, mười mấy chiếc đang về tới nữa. Gắn vô luôn chiếc chạy xuống gắn vô luôn. Rồi tiếp tục xuống máy nha. Cái này chắc video hơi lâu tại nó xuống nhiều máy lắm. Ôi em mua cỡ con này đẹp như vậy.
tiếp tục về tiếp mấy chiếc 70G nữa nè. mười hai triệu luôn, 12 triệu thôi. Alo nghe. Máy gì chị nó có gõ không nghe cái gì được luôn á. Máy nào? Có 70 mà, 79 500 đây nè. Con này ai nắm mấy cũ? Con này ai nắm mấy cũ?
Rồi tiếp tục về máy nữa. Này cây 95GM đẹp nè. Cái máy chiếc 70G giá rẻ. Rồi, quay tới đây thôi nha. Để quý vị giờ chút nữa quý vị quay tổng hợp ít sau. Mấy chiếc chưa về nữa. Để ra sao tiếp khách một xíu.